Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trung Đông đang nóng hơn bao giờ hết khi xung đột Israel-Hamas ngày càng diễn biến căng thẳng. Cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 khiến hơn 1.400 người thiệt mạng. Chiến dịch tấn công đáp trả của Israel đến nay cũng đã khiến hơn 3.500 người ở dải Gaza tử vong. Các nước phương Tây ủng hộ Israel lo ngại một cuộc chiến tranh rộng hơn sẽ khiến Liban, địa bàn của lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn, trở thành mặt trận thứ hai. Báo chí Israel cho rằng bờ Tây có nguy cơ trở thành mặt trận thứ ba. Hơn 70 người Palestine thiệt mạng trong các vụ bạo lực ở bờ Tây kể từ ngày 7 tháng 10 và Israel đã bắt giữ hơn 800 người. Lực lượng Israel đột kích và không kích một trại tị nạn của người Palestine ở bờ Tây ngày 1 tháng 10 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Tình hình này gây thách thức với cả Israel và chính quyền Palestine, PA, tức chính quyền quản lý Palestine duy nhất được quốc tế công nhận. Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đang được đặt ở mức cảnh giác cao độ và chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công. Hamas đang muốn nhấn chìm Israel bằng một cuộc chiến tranh trên hai hoặc ba mặt trận. Mối đe dọa đang gia tăng. Trung tá Jonathan Conrissert, người phát ngôn quân sự của Israel, nói với Reuters. Trong khi Hamas kiểm soát chặt chẽ dải Gaza, bờ Tây là địa bàn phức tạp gồm các thành phố trên sườn đồi, các khu định cư của người Israel và nhiều trạm kiểm soát chia cắt các cộng đồng người Palestine. Phát biểu tại một cuộc họp báo với người đồng cấp Đức, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi nói rằng chiến tranh sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc và thúc giục bảo vệ khu vực trước mối đe dọa chiến tranh mở rộng. Không chỉ ở dải Gaza, tình hình tại biên giới Israel-Lebanon cũng đang diễn ra hết sức căng thẳng. Khi Israel và các nhóm chiến binh Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon liên tục ăn miếng trả miếng bằng rocket và tên lửa. Truyền thông nhà nước Lebanon đưa tin, hai tên lửa chống tăng Hornet đã được bắn từ Lebanon về phía khu định cư Amanara, Israel vào sáng 19 tháng 10. Phía Israel đáp trả bằng hỏa lực pháo binh vào làng biên giới Mais Azaba, Lebanon. Theo truyền thông nhà nước Lebanon, máy bay Israel cũng đã bay qua miền nam Lebanon vào khoảng nửa đêm 19 tháng 10. Israel cũng bắn pháo sáng dọc theo biên giới hai nước. Trong bối cảnh giao tranh ác liệt, ngày 19 tháng 10, Mỹ, Anh, Đức khuyến cáo công dân các nước này rời Lebanon. Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon khuyến nghị công dân Mỹ ở Lebanon nên thu xếp lịch trình thích hợp để rời nước này. Trong khi đó, Đại sứ quán Anh khuyến nghị công dân thận trọng và rời đi ngay nếu bạn đang ở Lebanon. Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức cũng kêu gọi công dân rời Lebanon. Cơ quan này cũng cảnh báo xung đột giữa Israel và Hezbollah có thể leo thang hơn bất cứ lúc nào và khuyên công dân nước này sử dụng phương tiện thương mại hiện có để rời khỏi Lebanon một cách an toàn. Quân đội Israel đã công bố kế hoạch sơ tán thành phố Kiryat Shmona ở miền bắc nước này trong ngày 20 tháng 10, sau khi nổ ra giao tranh với các tay súng Hezbollah tại khu vực biên giới giáp Liban những ngày qua. Trong tuyên bố, quân đội Israel nêu rõ Bộ Chỉ huy miền Bắc của Israel đã thông báo cho thị trưởng thành phố Kiryat Shmona về quyết định trên. Chính quyền địa phương, Bộ Du lịch và Bộ Quốc phòng sẽ chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch. Trước đó, quân đội Israel xác nhận lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của lực lượng Hezbollah tại Liban, bao gồm các trạm quan sát. Máy bay chiến đấu của IDF cũng tấn công nhằm vào các phần tử định bắn tên lửa chống tăng vào Israel. Kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza, nhiều cuộc giao tranh đã xảy ra tại biên giới Israel-Liban. Hiện có nhiều lo ngại xung đột sẽ lan rộng nếu giao tranh giữa lực lượng Hezbollah tại Liban và Israel leo thang. Giới chức Israel gần đây triển khai sơ tán các cộng đồng ở miền Bắc nước này trong bối cảnh xảy ra giao tranh tại khu vực biên giới với Liban. Tờ The Times of Israel dẫn thông báo của quân đội Israel cho biết, lực lượng nước này đã hoàn tất công tác chuẩn bị hậu cần cho chiến dịch đổ quân vào dải Gaza. Kế hoạch tiến công sẽ bao gồm một cuộc tấn công tổng hợp và phối hợp từ trên không, trên biển và trên bộ nhằm triệt hạ các tay súng của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas. Trong cuộc gặp mới đây với các binh sĩ Israel tập trung gần dải Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant nói rằng các binh sĩ hiện nay đang nhìn thấy dải Gaza từ xa và sẽ sớm được nhìn thấy dải Gaza từ bên trong. Theo hãng tin Reuters, điều này cho thấy lực lượng Israel có thể sẽ sớm đổ bộ vào dải Gaza. Ông Gallant nhận định rằng cuộc chiến sẽ còn kéo dài và khó khăn. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu cũng đã đến thăm các binh sĩ gần dải Gaza. Sau chuyến thăm, ông Netanyahu đã đăng tải một video và nói rằng
toàn bộ quốc gia Israel đứng đằng sau các bạn và chúng ta sẽ giáng một đòn mạnh vào kẻ thù. Chúng ta sẽ giành chiến thắng, các bạn sẵn sàng chưa? Trong ngày 19 tháng 10, chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Nam của lực lượng phòng vệ Israel, Thiếu tướng Sharon Feickerman nói với các binh sĩ gần giải Gaza, chúng ta sẽ chuyển cuộc chiến sang phía kẻ thù và chúng ta sẽ giành chiến thắng trên lãnh thổ của họ. Cuộc chiến có thể còn lâu dài, khó khăn, kéo dài và căng thẳng, nhưng chúng ta có những chỉ huy và các binh sĩ giỏi nhất. Dù vậy, theo giới chuyên gia, đây sẽ không phải là một chiến dịch dễ dàng và quân đội Israel sẽ phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt từ đối thủ. Trả lời đài BBC, cựu giám đốc cơ quan tình báo Anh MI6 Alex Stronger nhận định, nhiều khả năng Hamas sẽ dẫn dụ binh sĩ Israel vào ổ phục kích trong môi trường đô thị và trong hệ thống đường hầm mà nhóm này đã đào trong nhiều năm qua. Israel từ lâu đã cố gắng tránh phải phát động một cuộc tấn công như vậy. Ông Stronger nhận định, một cuộc tấn công mà nếu diễn ra thì sẽ là lớn nhất của Israel kể từ khi họ đưa quân vào Lebanon vào năm 2006. Israel e ngại phải tác chiến trong giải Gaza vừa nhỏ hẹp vừa đông đúc người. Binh sĩ Israel được cho là đã được huấn luyện thêm về tác chiến đô thị trong những ngày gần đây để có thể chiến đấu hiệu quả trong các đống đổ nát của Gaza sau các đợt ném bom của không quân Israel. Trong kịch bản này, lực lượng Israel sẽ phải đối mặt một đối thủ có động lực chiến đấu cao ngay trên quê hương của họ, sẵn sàng cài bom và bẫy mìn bên trong các tòa nhà để gây thương vong. Trong khi đó, chuyên gia John Spencer thuộc Học viện West Point, Mỹ cảnh báo, quân đội Israel sẽ phải đối mặt với thách thức lớn, tấn công vào một thành phố được phòng thủ như vậy sẽ là một cuộc chiến như địa ngục. Dù cuối cùng các lực lượng Israel có thể giành chiến thắng, nhưng cái giá phải trả sẽ rất đắt trong môi trường đô thị. Theo trang tin The Drive, ông Spencer cho biết, có khả năng là bên dưới toàn bộ thành phố là hàng trăm km các đường hầm và hầm trú ẩn. Như đã làm vào năm 2014, Hamas dự kiến sẽ sử dụng các đường hầm để tấn công bất ngờ từ bên dưới lòng đất. Nhóm này cũng sẽ sử dụng chúng để tránh hỏa lực của Israel. Trong lệnh yêu cầu dân thường ở Gaza sơ tán trước cuộc tấn công sắp diễn ra, quân đội Israel đặc biệt lưu tâm mạng lưới đường hầm ngầm của Hamas. Những tay súng Hamas đang ẩn náu ở Gaza trong các đường hầm bên dưới các ngôi nhà và bên trong các tòa nhà có dân thường Gaza. Người dân thành phố Gaza hãy sơ tán về phía nam vì sự an toàn của chính bạn và gia đình bạn. Tránh xa những phần tử khủng bố Hamas đang sử dụng bạn làm lá chắn, lệnh sơ tán của Israel nêu rõ. Phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari cho biết, nước này vẫn chưa hoàn tất truy quét khu vực biên giới giáp giải Gaza. Các binh sĩ Israel đêm 18 tháng 10 phát hiện và bắt giữ một tay súng kiệt sức đang tìm cách trở về Gaza. Ông Hagari khẳng định, không có tay súng nào vượt qua biên giới và xâm nhập vào Israel trong những ngày qua, nhưng vẫn cảnh báo khả năng còn nhiều thành viên Hamas đang lẩn trốn trên lãnh thổ nước này kể từ cuộc đột kích hôm 7 tháng 10. Quân đội Israel đang tiếp tục chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống Hamas. Cuộc tấn công hiệp đồng quy mô lớn của Hamas được đánh giá là thảm họa về mặt tình báo của Israel, quốc gia sở hữu mạng lưới do thám hàng đầu thế giới. Giới chuyên gia cho rằng, chiến dịch táo bạo này đã được Hamas lên kế hoạch trong một thời gian dài, ngay trước mắt Israel, song nước này không hay biết. Một loạt quan chức an ninh Israel đã thừa nhận họ không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cam kết sẽ tìm hiểu và điều tra nguyên nhân. Times of Israel dẫn lời hai quan chức giấu tên am hiểu vấn đề nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần khuyến cáo theo AP không tấn công nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon trong bối cảnh Mỹ tìm cách ngăn cản xung đột Israel-Hamas lan rộng ra ngoài giải Gaza. Các quan chức này phân tích Mỹ hiểu Israel phải đáp trả những vụ tập kích ngày càng gia tăng ở biên giới phía Bắc do Hezbollah tiến hành. Tuy nhiên, cường độ tấn công từ Lebanon và việc Israel không thể ngăn chặn chiến dịch của Hamas ngày 7 tháng 10 khiến hai bên tăng cường thảo luận về vấn đề Israel có nên mở mặt trận mới để giành lợi thế trước Hezbollah hay không. Mỹ nhấn mạnh Israel phải cẩn trọng khi đáp trả những cuộc tập kích của Hezbollah. Do mọi sai lầm của quân đội Israel tại Lebanon có thể dẫn tới cuộc chiến lớn hơn nhiều. Theo nguồn tin tiết lộ, chính quyền Biden nói rằng quân đội Mỹ sẽ cùng tham chiến với Israel nếu Hezbollah phát động cuộc chiến nhắm vào nước này. Bộ Quốc phòng Israel đã điều lực lượng tăng cường cho khu vực miền Bắc Israel để đối phó khả năng Hezbollah mở mặt trận thứ hai. Hezbollah ngày 13 tháng 10 thông báo sẽ chuẩn bị đầy đủ để tham gia cùng đồng minh Hamas đối phó với Israel khi thời cơ đến. Ngày 16 tháng 10, các xạ thủ bắn tỉa của nhóm tuyên bố phá hủy camera giám sát được Israel đặt tại 5 điểm trên biên giới với Lebanon. Hoạt động này được nhận định nhằm ngăn quân đội Israel theo dõi hoạt động chuyển quân tại khu vực giáp biên giới của Lebanon.
Không giống như lần trước Israel tiến vào Gaza, máy bay không người lái UAV lúc này đã trở nên phổ biến như đã được chứng minh trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo tờ The New York Times. Lần này, các tay súng Hamas nhiều khả năng sẽ có thể sử dụng đầy đủ các loại UAV, từ UAV cảm tử cấp quân sự cho đến UAV thương mại, bán sẵn để thả đạn cối lên đầu đối thủ. Hamas trong mấy tháng gần đây đã công bố nhiều đoạn video về đội hình UAV tham gia cuộc tấn công mới đây vào Israel. Sự xuất hiện của các UAV trong môi trường tác chiến đô thị trở nên quan trọng và nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì mà quân đội Israel từng phải đối mặt ở Gaza trước đây. Việc sử dụng UAV cấp thấp chống lại bộ binh là một chiến thuật đã được hoàn thiện hơn nhiều ở thời điểm hiện tại. Hamas đã được huấn luyện và sẵn sàng sử dụng bất cứ thứ gì trong môi trường đô thị quen thuộc của họ. Năng lực tác chiến điện tử và khả năng chống UAV của Israel sẽ được thử thách trong chiến dịch này. Ngoài UAV, Hamas còn sở hữu một kho vũ khí tên lửa và đạn pháo đáng kể ở Gaza. Hamas đã bắn hơn 4.500 quả tên lửa chỉ trong 3 ngày, bắt đầu bằng vụ tấn công vào sáng 7 tháng 10 và một báo cáo hồi đầu năm 2021 đánh giá rằng Hamas có thể đang sở hữu hơn 8.000 quả tên lửa. Các nhóm cơ động nhỏ sử dụng súng chống tăng cơ động nhanh của Hamas cũng có thể sẽ là mối đe dọa cực độ đối với phương tiện thiết giáp Israel hoạt động tại chính Gaza. Tên lửa của Hamas có thể gây nguy hiểm cho lực lượng Israel bên trong Gaza, đặc biệt là đối với các sở chỉ huy và các điểm tập trung quân khác ở bên ngoài. Với rất nhiều lực lượng được đổ vào Gaza, sẽ cần có sự hỗ trợ hậu cần lớn từ phía sau và các khu vực tập kết. Hệ thống phòng không Iron Dome, vòm sắt của Israel sẽ cần phải phát huy tối đa tác dụng trong việc cung cấp một chiếc ô đánh chặn, nhưng hệ thống đó hiệu quả đến mức nào thì cũng có những hạn chế. Sau khi trở về từ Trung Đông, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu toàn quốc đề cập tới nhiều vấn đề gồm tình hình Ukraine và xung đột Israel-Hamas. Trọng tâm trong bài phát biểu của Tổng thống Biden là nỗ lực cung cấp các gói viện trợ mới cho Ukraine và Israel. Ông chủ Nhà Trắng dự kiến sẽ gửi yêu cầu về khoản viện trợ 100 tỷ USD lên Quốc hội vào ngày 20 tháng 10. Ông Biden cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông có nhiều điểm tương đồng và việc kiên quyết ủng hộ các đồng minh là hành động để duy trì vị thế đứng đầu của Mỹ trên thế giới. Ông Biden nói rằng sự lãnh đạo của Mỹ là thứ gắn kết thế giới lại với nhau. Chúng ta sẽ gặp nhiều nguy cơ nếu rời khỏi Ukraine và quay lưng với Israel. Đây là điều không đáng để đánh đổi. Tổng thống Biden khẳng định quân đội Israel không gây ra vụ nổ tại bệnh viện Al-Ali Arab, khiến ít nhất 500 người thiệt mạng. Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng chỉ trích Hamas vì những cuộc tấn công chưa từng có nhắm vào Israel. Trong bài phát biểu của mình, ông Biden nói rằng mình không thể làm ngơ trước hoàn cảnh của người dân Palestine và những công dân Mỹ bị Hamas bắt làm con tin. Hiện có khoảng 10 người Mỹ đang bị lực lượng Hamas giam giữ. Tổng thống Mỹ cũng đưa ra quan điểm của mình về giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine. Ông Biden khẳng định Mỹ cam kết bảo đảm quyền tự quyết của người dân Palestine, đồng thời đề nghị Israel tuân thủ luật chiến tranh. Trong chuyến công du mới đây đến Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ phối hợp với Israel để giảm thiểu số dân thường thiệt mạng trong bối cảnh xung đột tại Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết thực hiện các nỗ lực vì mục tiêu này, hãng Reuters đưa tin. Ngay trước khi nhà lãnh đạo Mỹ tới Israel, một bệnh viện ở giải Gaza đã trúng tên lửa khiến 200-300 người thiệt mạng. Phong trào Hamas cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công, nhưng phía Israel cho rằng các tay súng Hamas đã bắn nhầm mục tiêu. Tổng thống Biden đã bày tỏ đau buồn và giận dữ trước thông tin về vụ nổ bệnh viện, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào lời khẳng định của phía Israel về nỗ lực bảo vệ dân thường. Dù vậy, ông Biden thừa nhận nhiều người không chắc chắn vào điều này nên sẽ có nhiều khó khăn phía trước. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại quan điểm rằng lực lượng Hamas không phải đại diện cho tất cả người dân Palestine và lực lượng này đang gây đau thương cho cả những người Palestine. Lầu Năm Góc cho biết tàu khu trục USS Kearney của Mỹ ở Biển Đỏ đã bắn hạ 3 tên lửa và máy bay không người lái UAV do lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen kích hoạt. Lầu Năm Góc cho rằng mục tiêu mà tên lửa và UAV này nhắm đến có thể là Israel, theo hãng tin AFP. Ông Ryder xác nhận không người Mỹ nào bị thương sau vụ việc trên và các tên lửa bị đánh chặn có thể đã rơi xuống biển. Theo AFP, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh tăng cường lực lượng không quân và hải quân đến Trung Đông để đề phòng xung đột Israel-Hamas lan rộng trong khu vực. Hôm 17 tháng 10, Lầu Năm Góc cũng ra lệnh cho 2.000 nhân viên hỗ trợ y tế và xử lý chất nổ sẵn sàng triển khai đến Trung Đông. Ngày 19 tháng 10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo OCHA của Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 1 triệu người
phải rời bỏ nhà cửa ở dải Gaza đang sống trong điều kiện ngày càng tồi tệ, trong bối cảnh thiếu điện nước. Theo OCHA, dải Gaza bị mất điện hoàn toàn trong ngày thứ 9 liên tiếp. Nguồn cung cấp thực phẩm, nước uống đang cạn kiệt và các bệnh viện đang trên bờ vực ngừng hoạt động. Nguồn cung từ nguồn nước ngầm của thành phố ở mức rất thấp. Việc thiếu nhiên liệu, mất an ninh và hư hỏng đường xá đã khiến việc vận chuyển nước bằng các phương tiện giao thông bị đình trệ. OCHA cũng nhấn mạnh các mặt hàng thực phẩm thiết yếu tại các cửa hàng sẽ chỉ còn trong vài ngày nữa. Cùng ngày, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ngừng bắn. Theo tuyên bố của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, việc phá hủy có chủ ý, có hệ thống các nhà cửa, cơ sở hạ tầng dân sự, cắt nước uống, thuốc men và thực phẩm thiết yếu rõ là những hành động bị cấm theo luật hình sự quốc tế. Dải Gaza có khoảng 2,3 triệu dân, trong đó gần một nửa dưới 18 tuổi, theo trang Business Insider. Do đó, trẻ em tại dải Gaza là một trong những đối tượng chịu tác động lớn nhất từ cuộc xung đột đang xảy ra. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hamas xảy ra, hàng trăm nghìn trẻ em tại dải Gaza và gia đình của các em đã phải rời bỏ nhà cửa. Tổ chức bảo vệ trẻ em Palestine cho biết, nỗi đau mà trẻ em Palestine ở dải Gaza phải trải qua không chỉ về mặt thể xác. Chứng kiến cái chết của người thân và của những đứa trẻ khác khiến các em thêm đau khổ, để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa trong tinh thần. Ông Ajaz Abu Equites, nhân viên cấp cao của Tổ chức Bảo vệ Trẻ em Palestine cho biết, tình hình tại dải Gaza thật kinh hoàng. Ông Abu Equites cho hay, trẻ em ở dải Gaza suốt ngày đêm phải tiếp xúc với âm thanh và cảnh tượng của xung đột. Tình trạng này ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của trẻ em. Có lẽ phần lớn trẻ em đang sống ở dải Gaza không có đủ sức chịu đựng để vượt qua hoàn cảnh này vì các em đã kiệt sức từ lâu. Ngày 11 tháng 10, Tổng thống Brazil, ông Luiz Inácio Lula da Silva kêu gọi quốc tế cần hành động khẩn cấp để bảo vệ trẻ em và thường dân trong xung đột Israel-Hamas. Ông Silva cũng kêu gọi Hamas thả các con tin trẻ em, theo hãng tin AFP. Ông Silva viết trên X, tên mới của Twitter, không bao giờ được bắt trẻ em làm con tin dù ở bất cứ đâu trên thế giới. Hamas cần thả những đứa trẻ Israel bị bắt. Israel cần ngừng ném bom để trẻ em Palestine và gia đình của các em có thể rời khỏi dải Gaza. Quỹ Education Oboo Qatar cũng kêu gọi bảo vệ tất cả trẻ em bị cuộc xung đột Israel-Hamas ảnh hưởng. Quỹ này cho rằng sự gia tăng bạo lực, giết chóc, bắt cóc, đánh bom đã gây ra cái chết và thương tích khủng khiếp cho trẻ em ở dải Gaza. Ngay cả trước khi cuộc xung đột này xảy ra, 1,1 triệu trẻ em ở dải Gaza đã cần viện trợ nhân đạo. Quỹ Education Oboo kêu gọi các bên chấm dứt ngay các hành vi gây tổn hại nghiêm trọng cho trẻ em, giết chóc, bắt cóc, đánh bom và cố tình tước đoạt thực phẩm, thuốc men, đánh bom trường học và bệnh viện. Những hành động này cấu thành sự vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em. Nếu những hành vi này là cố ý, thì đây là tội ác chiến tranh. Ngày 13 tháng 10, bà Inger Astin, giám đốc điều hành của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em cũng bày tỏ sự lo ngại về tác động của xung đột Israel-Hamas lên trẻ em. Tổ chức cứu trợ trẻ em lên án việc giết hại thường dân, đặc biệt là trẻ em. Tổ chức này cho rằng trẻ em luôn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong mọi cuộc xung đột và cần được bảo vệ. Trẻ em có quyền sống trong hòa bình, bất kể các em sinh ra ở đâu, sống ở đâu. Tổ chức này cũng kêu gọi viện trợ cần phải nhanh chóng mà không bị ngăn cản và xung đột nên chấm dứt. Ngoài ra, giám đốc điều hành UNICEF cho biết tổ chức này cũng đang nỗ lực để hạn chế tác động của xung đột lên trẻ em ở dải Gaza. UNICEF cho biết nhân viên của tổ chức này vẫn tiếp tục đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của trẻ em trên khắp dải Gaza. Tuy nhiên, việc tiếp cận trẻ em tại khu vực này ngày càng trở nên khó khăn và nguy hiểm. Các nhà hoạt động nhân đạo được cảnh báo rời khỏi dải Gaza, nhưng UNICEF nói rằng nhân viên của tổ chức này sẽ ở lại miền nam dải Gaza để tiếp tục hỗ trợ cho những trẻ em gặp khó khăn. Hàng loạt cuộc biểu tình đang nổ ra tại nhiều nước Ả Rập và Bắc Phi sau vụ bệnh viện ở dải Gaza trúng không kích khiến hơn 500 người thiệt mạng và nhiều người bị kẹt trong đống đổ nát. Các cuộc biểu tình cũng làm rung chuyển thành phố Ramallah ở bờ Tây. Đài NCTV cho rằng nhiều cuộc biểu tình trong số này hưởng ứng lời kêu gọi về việc tổ chức ngày giận dữ của nhiều người dân các nước Ả Rập. Tại Lebanon, hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại quảng trường gần Đại sứ quán Mỹ ở phía bắc Beirut. Những người biểu tình tìm cách vượt qua các hàng rào an ninh của lực lượng chức năng. Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo công dân Mỹ không tới Lebanon. Tại Iraq, biểu tình phản đối Israel cũng diễn ra. Các quan chức an ninh ở thủ đô Baghdad cho biết hàng chục người biểu tình đã cố gắng băng qua cây cầu dẫn đến vùng xanh, khu vực có các văn phòng chính phủ Iraq và một số đại sứ quán, bao gồm Đại sứ quán Mỹ,
nhưng lực lượng an ninh đã ngăn cản thành công những người biểu tình này. Tại Iran, các cuộc biểu tình cũng diễn ra bên ngoài Đại sứ quán Pháp và Anh ở thủ đô Tehran. Theo một video được hãng tin ANA công bố sáng ngày 18 tháng 10, những người biểu tình hô vang khẩu hiệu phản đối Anh, Pháp và Israel. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở các thành phố khác của Iran như Esfahan và Qom. Hàng trăm người đã biểu tình ở một số khu vực tại thủ đô Tunis, Tunisia. Các cuộc biểu tình rầm rộ đã được tổ chức để thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine và phản đối việc Israel bắn phá dải Gaza. Trong khi đó, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng an ninh đã phải sử dụng vòi rồng và bình xịt hơi cay để giải tán những người biểu tình tìm cách tiến vào khu nhà lãnh sự quán Israel. Hàng nghìn sinh viên cũng đã biểu tình tại nhiều trường đại học Ai Cập, lên án các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza. Các cuộc biểu tình riêng lẻ cũng diễn ra tại thủ đô Cairo, thành phố Alexandria. Bộ Ngoại giao và Kiều dân Palestine mới đây đã có thông cáo chính thức về vụ tấn công bệnh viện Al-Ahli Ả Rập ở dải Gaza đêm 17 tháng 10. Palestine nhấn mạnh đây sẽ mãi là một vết nhơ trong lương tâm của những kẻ đã chứng kiến hàng loạt tội ác mà không có bất cứ hành động nào để ngăn chặn. Theo thông cáo trên, phía Israel tiếp tục tấn công khu vực dải Gaza với hàng nghìn quả bom và tên lửa nhằm vào các khu vực dân sự bằng lực lượng trên không, trên bộ và trên biển. Những hành động như vậy cần phải chấm dứt và cộng đồng quốc tế, nhất là các lãnh đạo thế giới, phải hành động ngay bây giờ để lên án và chấm dứt tình trạng này. Bộ Ngoại giao và Kiều dân Palestine sẽ hành động để ngăn chặn tình trạng này và buộc những kẻ có tội phải chịu trách nhiệm. Phía Palestine cho rằng mọi quy tắc của luật pháp quốc tế đang không được thực hiện khi hàng triệu người đang bị tước đi quyền làm người, bị bỏ đói và bị cưỡng ép rời đi. Khi làn sóng giận dữ đang bùng lên ở Trung Đông sau vụ nổ thảm khốc xảy ra ở bệnh viện dải Gaza, Mỹ, Israel và các bên liên quan lại tranh cãi, chỉ trích và cáo buộc lẫn nhau gây ra vụ không kích khiến hơn 500 người thiệt mạng. Trong khi các quan chức Palestine, nhóm Hamas và các nước Hồi giáo cáo buộc Israel không kích bệnh viện, Mỹ, một đồng minh mạnh của Israel, đang điều tra vụ việc lại không cho là như vậy. Theo tờ The New York Times, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ NSC cho biết, chính phủ Mỹ hiện đánh giá rằng Israel không chịu trách nhiệm về vụ không kích. Bà Andrini Gosson, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói, đánh giá của chúng tôi dựa trên các báo cáo có sẵn, bao gồm thông tin tình báo, hoạt động của tên lửa cũng như video và hình ảnh về vụ việc. Thông tin tình báo cho thấy một số chiến binh Palestine ở dải Gaza tin rằng vụ nổ có thể là do một vụ phóng tên lửa hoặc rocket sai lạc do phong trào Hồi giáo vũ trang Jihad của Palestine PIJ thực hiện. Ngày 17 tháng 10, vài giờ sau khi vụ nổ xảy ra, Israel cho biết đã cung cấp thông tin tình báo về vụ việc cho Mỹ. Tuy nhiên, The New York Times dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ nói rằng đánh giá của họ không chỉ dựa trên thông tin từ Israel. Các quan chức Mỹ đã dành cả đêm để phân tích những dữ liệu từ Israel cùng các nguồn dữ liệu mở, video do các nhà báo và những người khác ghi lại tại hiện trường. Ngày 18 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Marco Rubio và Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Warner nói rằng Ủy ban đã xem xét thông tin tình báo và cho rằng vụ nổ là do một vụ phóng rocket thất bại của người Palestine. Về phía Israel, để chứng minh vụ việc không phải là do nước này thực hiện, ngày 18 tháng 10, lực lượng phòng vệ trên không của Israel đã công bố tài liệu cho rằng nhóm Jihad đã bắn khoảng 10 quả rocket về phía Israel từ cùng khu vực có bệnh viện Baptist Al-Ahli. Theo lực lượng phòng vệ trên không Israel, một hoặc nhiều rocket trong số này đã không thành công về mặt kỹ thuật và đáp xuống một bãi đậu xe. Video do máy bay không người lái của lực lượng này ghi lại cho thấy mảnh vỡ của rocket gây hư hại cho tòa nhà bệnh viện. Lực lượng phòng vệ trên không Israel chỉ ra rằng vụ nổ không tạo ra miệng hố bom cũng như không gây thiệt hại cho các tòa nhà bên cạnh, nên đây là bằng chứng cho thấy Israel không ném bom vào khu vực này. Ngoài ra, lực lượng phòng vệ trên không Israel cũng công bố dữ liệu và biểu đồ về số lượng tên lửa do các chiến binh Hồi giáo Palestine phóng vào Israel nhưng thất bại và đáp xuống Gaza để cho thấy khả năng vụ việc ở bệnh viện Baptist Al-Ahli là do một vụ phóng sai lạc là hoàn toàn có khả năng. Tuy nhiên, Hamas vẫn cho rằng vụ nổ ở bệnh viện là kết quả của một cuộc không kích từ Israel và tuyên bố sẽ sớm công bố bằng chứng. Ông Fazi Bahoum, người phát ngôn của nhóm Hamas, nói với tờ Newsweek rằng Hamas có một ủy ban thu thập tất cả bằng chứng về các hành động của Israel với người dân Palestine. Có rất nhiều bằng chứng, nhân chứng và video từ Hamas rằng Israel đã gây ra vụ thảm sát ở bệnh viện Baptist. Hamas sẽ công bố tất cả các bằng chứng cho thế giới thấy rằng vụ thảm sát này được thực hiện có chủ ý. Ông Bahoum nhấn mạnh Israel tấn công bệnh viện bằng tên lửa dẫn đường
sau khi đã liên lạc với các lãnh đạo của bệnh viện để đe dọa đánh bom. Truyền thông Israel ngày 19 tháng 10 cho biết, nước này đã rút toàn bộ nhân viên ngoại giao của Israel khỏi Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng. Động thái này diễn ra sau một loạt cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Israel ở Ankara và một số người đã cố gắng xông vào nơi ở của Đại sứ Iris Lilian cũng như tòa nhà lãnh sự quán Israel ở thành phố Istanbul. Nguồn tin ngoại giao từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các nhà ngoại giao Israel rời đi thuần túy chỉ vì quan ngại về an ninh chứ không mang tính chính trị. Trong khi đó, các nhà ngoại giao của Israel tại Jordan, Maroc và Bahrain cũng đang bày tỏ mối quan ngại tương tự. Trước đó hồi đầu tuần, Israel đã cảnh báo công dân nước này sớm rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại xảy ra các vụ tấn công trả thù nhằm vào người Do Thái. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cùng ngày cho biết, chính phủ nước này đang chuẩn bị một gói hỗ trợ kinh tế lớn cho những người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột hiện nay. Dự kiến gói hỗ trợ này sẽ lớn hơn và diện rộng hơn so với các biện pháp hỗ trợ thời kỳ chống dịch bệnh COVID-19. Trao đổi với báo giới, ông Smotrich cho hay, chính phủ nước này đã ngừng mọi kế hoạch chưa cấp thiết để tập trung ngân sách cho hoạt động quân sự và hỗ trợ kinh tế. Cùng ngày, cơ quan thuế Israel đã chuyển khoản trợ cấp đầu tiên tới 20.000 gia đình và cá nhân ở vùng quanh dải Gaza, với số tiền lên đến 45 triệu NIS, tương đương hơn 1,1 triệu USD. Theo đó, mỗi người bị ảnh hưởng bởi xung đột sẽ được nhận 1.000 NIS và mỗi gia đình được nhận tối đa 5.000 NIS. Ngày 19 tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có phát ngôn đáng chú ý liên quan xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas thuộc Palestine. Trong ngày 19 tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ai Cập Mostafa Maboli tại Bắc Kinh, bàn về hợp tác ổn định an ninh khu vực Trung Đông nói riêng và thế giới nói chung. Tại cuộc gặp, ông Tập lên tiếng rằng, thời gian qua, thế giới có nhiều chuyển biến phức tạp, ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Trước tình hình đó, Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác cùng Cairo để bảo vệ hòa bình khu vực, công bằng và công lý quốc tế, cũng như sự thịnh vượng của các nước đang phát triển. Theo CCTV, khi đề cập vấn đề xung đột Israel-Hamas, ông Tập nhắc lại việc Bắc Kinh ủng hộ giải pháp hai nhà nước, giải pháp hướng tới thành lập một nhà nước Palestine có chủ quyền, có thủ đô là Đông Jerusalem, cùng tồn tại hòa bình với Israel. Ông Tập đánh giá cao nỗ lực của Cairo trong việc mở cửa hành lang nhân đạo, cho phép vận chuyển viện trợ nhân đạo quốc tế vào Gaza qua cửa khẩu Rafah. Một diễn biến liên quan, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong ngày 19 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, ông Mikhail Bodanov đã gặp đặc phái viên Trung Quốc về Trung Đông. Ông Châu Tuấn tại thủ đô Doha, Qatar, bàn về xung đột Israel-Hamas. Hai nhà ngoại giao khẳng định Moscow và Bắc Kinh sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác tại Trung Đông và Bắc Phi thông qua các nền tảng quốc tế như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, SCO và nhóm các nền kinh tế mới nổi, BRICS, để thúc đẩy giải quyết xung đột Israel-Hamas. Theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Bodanov và ông Châu đã thẳng thắn trao đổi quan điểm về xung đột Israel-Hamas, cùng nhấn mạnh xung đột tại dải Gaza khiến tình hình bạo lực tại khu vực đứng trước nguy cơ lan rộng chưa từng có. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!